Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái việc mình làm cái chậu để mình trồng lan Vanda nha các bạn. Mời các bạn xem cái clip sau. Đây nè các bạn, ở đây là cái loài lan Vanda. Mình mua về. Để trồng cái loài lan này đó các bạn, thì cái loài lan này á, thì nó không cần phải trồng để những cái vật liệu như cái là dừa hay là than gì đâu các bạn. Mình để nó đứng chơi vơi ngoài không gian gì đó, nó sống nhờ nước và gió và ánh nắng nha các bạn. Có nhiều người ta trồng á, người ta để hai cái trụ, xong người ta cuột trên cuột dưới hai cái dây kẽm qua các bạn, rồi người ta sẽ cuột dây lan này trên và chịu dưới chân thì nó sẽ cứng, và nó đã như vậy thì nó đã sống tốt rồi các bạn. Bây giờ mình để vô cái chậu. Cái chậu nay mình hướng dẫn các bạn là mình làm cái chậu để mình trồng cái cây Vanda nha các bạn. Cái chậu thì nó đẹp hơn nhưng mà nó tốn chi phí hơn. Cái loại mình giăng dây thôi, mình cột. Ở đây các bạn, đầu tiên các bạn hãy chuẩn bị một cái chậu. Cái chậu làm sao cho nó đẹp và nó vững chãi nha các bạn. Để ngoài gió, nhiều khi cái cây Vanda mình nó cao đó các bạn, thì nó sẽ lật cái chậu của mình. Ở đây cái chậu của mình. Đây nè các bạn. Cái chậu của mình đây là đường kính chắc cũng hẳn là 5 tấc các bạn. Đó, các bạn thấy đầu tiên là mình cái cây này, cái ống nước. Cái ống nước thì mình làm cái ống nước 27. Đó, các bạn thấy mình khoan lỗ như vậy, đằng khi mà nước nó vô các bạn, nó sẽ chảy ra, nó không còn động lại trong nước. Các bạn cứ cách khoảng là mình khoan cái lỗ đây. Nó sẽ chảy ra. Ở đây cái cây này là mối nối, tại vì trước đây mình làm nó thấp quá các bạn, thì mình sẽ nối lên cho nó dài, nó cao hơn. Đó các bạn, làm 3 trụ hoặc là 4 trụ gì cũng được, tùy theo các bạn ha. Còn dưới chân này là các bạn ấy xi măng, chám xi măng cho nó đứng cái trụ này nó vững chắc nè các bạn. Đó, các bạn làm sao dưới đáy này nè, các bạn cho nước nó chảy nha các bạn. Nó nghiêng từ thành hồ, vô giữa, đặng cho nước mà nó mưa hay gì, hoặc là nước mình tưới á, nó sẽ chảy hết ra ngoài, nó sẽ khô ráo, nó không còn nước đọng lại nha các bạn. Tại vì khi mà nó đọng lại như vậy á, nó dễ làm cho cái rễ cây mình nó úng đó các bạn. Đó, các bạn thấy. Các bạn ví dụ như các bạn trồng cây to cây cao thì các bạn dùng ống lớn hơn, ống 34. Các bạn khoan từng lỗ vậy. Đó. Ở đây mình chiều cao này nó cũng khoảng là 1 mét hơn đó các bạn. Đó, nó rất là chắc, các bạn. Nó không lật được đâu các bạn. Thì xong khi mình chuẩn bị như vậy các bạn lưu ý ha, để nước mà nó xuống, nó thành đây nè, nó sẽ chảy xuống vào giữa và nó chảy ra ngoài, đừng để nước đọng lại nha các bạn. Rồi khi mình chuẩn bị xong cái này á, thì bắt đầu mình lấy cây Vanda và mình cột cho nó thẳng đứng lên các bạn, thẳng đứng lên dựa theo những cái cây này nè, là mình cột lại cho nó chắc thôi các bạn, là xong. Bây giờ mình lấy cây Vanda nha các bạn, mình sẽ cột lại và mình tiến hành mình để vào chậu. Rồi, cái cây Vanda của mình như vậy thì mình để vào mình cột cho các bạn. các bạn chọn cột trên và cột dưới là cho nó chắc cái thân. Nó có tựa vào cái cây đó các bạn, cái ống nước mình đã cột vào cho nó chắc. Mình cột dưới xong rồi mình cột trên. Cái này, cái Vanda này á, mình không cần trồng chậu gì các bạn, nó để ngoài không gian thôi. Đó các bạn, như vậy mình được một cây rồi nữa các bạn, rất là chắc. Tiếp tục mình để cây thứ hai vào. Vậy là xong cây thứ hai nữa các bạn. Các bạn thấy rất là nhanh. Mình cột trên đây nữa để cho nó chắc cái thân các bạn. Rồi, còn một cây cuối cùng. Các bạn cột sao cũng được, miễn sao cho nó chắc, nó không ngã ra ngã vô nha các bạn. Mình sẽ cột cái này thì đã xong rồi các bạn. Rồi đó các bạn thấy không, đó mình đã cột xong 3 cây rất là nhanh. Các bạn thấy mình cột nữa nè các bạn, mình sẽ lấy sợi dây ni lông thôi, hoặc là các bạn lấy cọng kẽm mà cọng kẽm mềm đó, đó các bạn sẽ cột, đó, các bạn cột ở dưới chân một cái, ở trên thân giữa một cái. À, ví dụ các bạn mà nó cao quá thì các bạn chia ra nhiều cột để cột cho nó chắc các bạn, chia ra nhiều. Ví dụ bạn có thể cột 2-3 đoạn, 3-4 đoạn, như cái này mình cột 3 đoạn này các bạn. Ở dưới chân mình cột cái, ở đây mình đậu cột cái và trên đầu cột cái. Đó, các bạn thấy không? Rất là dễ dàng. À, các bạn cùng ngắm lại nha. Đó, khi bạn trồng cây Vanda thì nó đơn giản như thế các bạn. À, có một dịp nào đó mình sẽ trồng cái cây, mình trồng 2 trụ 2 bên các bạn. Các bạn căng dây mé dưới và mé trên. Đó, giờ các bạn cột lại, thí dụ như các bạn căng dây nó khoảng tầm này và các căng dây tầm này, thì những cái chỗ mà căng dây bạn cột thân nó dây mà cột thân nó vô cái cọng dây kẽm của mình đó, là ok. Rồi, cái clip mình chia sẻ về cái việc là làm cái chậu đó, dựng cây lên để trồng cây Vanda đó, tới đây xin kết thúc. Nếu các bạn thấy yêu thích kênh mình thì các bạn hãy like, chia sẻ, comment để chia sẻ những cái ý kiến về cái việc chơi lan của mình, và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip sau.